dừng khoảng chừng Chào mừng 2 anh chị giây. đã quay trở lại với kênh YouTube Thế giới nhà đất. Hôm nay thì Thế giới nhà đất sẽ mang tới cho quý anh chị những hình ảnh mới nhất về khu tái định cư Lộc An Bình Sơn nha quý anh chị. Trên màn hình anh chị đang nhìn thấy đó là trục đường D18 khu tái định cư Lộc An Bình Sơn nha quý anh chị nhé. Trục đường này sẽ kết nối với trục đường DT769 mới, trục đường DT769 cũ và đường N39 và đường N23 nha quý anh chị. Như anh chị đang nhìn thấy thì đây là vùng xoay là điểm nối giao giao nhựa được đường D18, trục đường N39 và trung tâm chợ 2 hectare nha quý anh chị nhé. Hiện tại thì tái định cư Lộc An Bình Sơn thì đã có 3.000 hộ dân về an cư lập nghiệp cũng như là hơn 30.000 nhân khẩu đã về đây nha quý anh chị. Một con số rất là ấn tượng trong vòng 3 năm qua, kể từ ngày năm 2020, 3 năm xây dựng, phát triển và hình thành thì đến nay thì tỷ lệ lấp đầy của khu tái định cư Lộc An Bình Sơn này thì đã đến là 40 đến 50% rồi nha quý anh chị. Như anh chị đang nhìn thấy trên màn hình thì cư dân về khá là đông, kết nối giao thông, đường xá hoàn thiện, các tiện ích thì đã đi vào hoạt động đến là 50%. Như là Ủy ban Nhân dân xã Lộc An cũng đã đi vào hoạt động, hai nhà thờ Thành Tâm, Thành Đức thì cũng vừa hoạt động vừa xây dựng nha quý anh chị. Khu tái định cư Lộc An Bình Sơn này thì sẽ có tổng cộng là 10 trường học, trong đó có 5 trường mầm non, 2 trường cấp 1, 2 trường cấp 2 và 1 trường cấp 3 nhé quý anh chị nha. Ngoài ra thì khu tái định cư này, Lộc An Bình Sơn này còn có thêm một ngôi chùa và 5 ngôi đình cũng là nằm trong khu tái định cư Lộc An Bình Sơn này. Nói chung thì khu tái định cư Lộc An Bình Sơn này là đầy đủ mọi tiện ích, từ mọi thứ, trung tâm hành chính này, trường học này, chợ này, trung tâm thương mại này, chùa này, đầy đủ hết tiện ích. Khi anh chị về đây an cư lập nghiệp thì anh chị không phải lo rằng là các trung tâm hành chính cũng như các tiện ích mà mình đang lo ngại sẽ rẻ bao xa. Nếu như tính bình quân thì tất cả các tiện ích trong khu tái định cư Lộc An Bình Sơn này sẽ cách nhà mình không quá 500 mét với anh chị ạ. Vì như là trường học này, nhà thờ này, ủy ban thì được phân bố rất là đồng đều, nó nằm ở ngay các trung tâm của khu tái định cư Lộc An Bình Sơn này. Nên từ vị trí của nhà anh chị đi ra các trường học cũng như là chợ, nhà thờ thì trong vòng bán kính chỉ đâu đó khoảng là 500 đến 1 km thôi nha quý anh chị. Đến giai đoạn hiện tại năm 2024 này thì tất cả các sản phẩm, những cái khách hàng trong khu tái định cư Lộc An Bình Sơn này không có nhu cầu ở và bán lại thì đã giảm tới là 50%. Như những lô nhà vườn năm ngoái đâu đó 10 nhân 25 thì giá khoảng 6 tỷ nhưng bây giờ còn 3 tỷ. Còn những lô nhà phố liền kề 5 nhân 25 thời điểm đỉnh là 4 đến 6 tỷ thì bây giờ cũng chỉ còn 2 tỷ. Và những lô phủ 5 nhân 16 80 mét vuông thời điểm đỉnh thì đâu đó cũng là 2 tỷ 6 đến 2 tỷ 8 nhưng bây giờ chỉ là 1 tỷ 1, 1 tỷ 2 nha anh chị nha. Nên anh chị nào mà thời điểm sốt đang đi tìm hiểu ở khu tái định cư Lộc An Bình Sơn này mà thấy giá cao thì bây giờ anh chị xem được video này thì anh chị đã nắm được cái giá cả cũng như là thông tin mới nhất về những hình ảnh mới nhất về khu tái định cư Lộc An Bình Sơn này. Thì anh chị có thể là alo cho em qua số điện thoại trên màn hình, em sẽ hỗ trợ anh chị đi xem đất, những vị trí đẹp, những lô đất giá ngộp trong giai đoạn này. Mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời. Anh chị chắc chắn rằng mua đất, mua nhà đó là tài sản, còn anh chị đầu tư vào nhà, các xe anh đầu tư vào các thứ khác thì đó là tiêu sản nha quý anh chị. Nên trong giai đoạn này mà anh chị nào mà đang có tiền nhàn rồi, anh chị nên đầu tư cho em vài lô đất ở khu tái định cư Lộc An Bình Sơn này thì chắc chắn tương lai năm 2026 khi sân bay Long Thành cất cánh thì đây là thành phố trẻ nha quý anh chị ha, thành phố trẻ, thành phố tương lai của thành phố sân bay. Đấy. Như anh chị nhìn thấy được thì những khu đất này là không phải là khu đất không có dân, mà khu đất này là khu đất dự phòng để dành cho những giai đoạn tiếp theo của sân bay Long Thành. Và anh chị cũng nhìn thấy được đây là nhà thờ Thành Tâm và trường mầm non Lộc An. Bên tay phải màn hình của anh chị là đường DT769 mới, hay gọi là đường DT769B. Đó. Thì đường này sau này sẽ thay thế đường DT769 cũ nha anh chị, sẽ đi thẳng một đường từ Ủy ban Nhân dân xã Lộc An đi ra Hoa Viên Bình An. Và đây là một số hình ảnh về những khu đất mà bên em đang có một số sản phẩm rất là tốt. Anh chị nếu đầu tư thì em có thể hỗ trợ anh chị đi xem đất cũng như là hỗ trợ đàm phán trực tiếp giá để anh chị đầu tư được một cái giá tốt nhất nha quý anh chị. Trường mầm non, trường cấp 1, trường cấp 2 ha, đầy đủ tiện ích cho anh chị về đây an cư lập nghiệp ạ.
với một vị trí đắc địa, với một vị trí vàng, một vị trí trong tương lai, cách sân bay Long Thành đâu đó chỉ có 2 km thôi. Thì khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, khu sân bay Long Thành sẽ rất là tiềm năng và phát triển, sẽ không bao giờ làm anh chị thất vọng khi anh chị về đấy đầu tư cũng như là an cư lập nghiệp. Vì đây là một đại đô thị, một thành phố trẻ trong tương lai. Khi 2026 sân bay Long Thành cất cánh cũng như là 2030 Long Thành sẽ lên thành phố thì chắc chắn rằng đây là một cái khu trung tâm hành chính cũng như là một cái vùng kinh tế trọng điểm về phía Nam, phát triển kinh tế cũng như là dịch vụ phục vụ cho sân bay Long Thành. Du khách của sân bay Long Thành về đây để tham quan cũng như là nghỉ ngơi nha quý anh chị ha. Nếu anh chị nào mà đang quan tâm, nếu anh chị nào mà muốn sở hữu cho mình một lô đất tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, khu sân bay Long Thành với một mức giá tốt nhất, với một cái vị trí đẹp nhất, anh chị có thể liên hệ ngay với em qua số điện thoại trên màn hình. Em sẽ hỗ trợ anh chị đi xem đất, em sẽ hỗ trợ anh chị về pháp lý cũng như là đàm phán làm giá trực tiếp với giá tốt nhất cho anh chị đầu tư trong giai đoạn này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị nhé. Anh chị nào mà quan tâm thì gọi điện cho em qua số điện thoại trên màn hình, em tiếp tục hỗ trợ anh chị ạ. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo nha anh chị nha. Vỗ tay, vỗ tay.